Xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú mình một số cái dòng thân thủ. Và trong đây thì nó là một cái lô thân thủ Phú Thọ, và cái cây này là cây năm cánh xanh Phú Thọ nha cô chú. Cô chú mình về mình thấy cây này không? Mình chăm thì nó sẽ rất là lực nha cô chú. Cây này mà thì mình nuôi là nó sẽ xanh vườn, thân nó rất là to luôn á. Đây là dòng năm cánh xanh Phú Thọ nè. Cây này là do ăn nắng nhiều, thân nó nhìn rất đã nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ. Và hiện tại bên cửa hàng bên con đang có 3 chậu lớn nha cô chú mình về sưu tầm. Số thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4 Tiên Chánh Tân An Long An. Dòng này là dòng năm cánh xanh Phú Thọ. Sau đây thì bên cửa hàng bên con sẽ bán cho các cô chú là 100.000 1cm nha cô chú. Đây là dòng năm cánh xanh Phú Thọ. Cái dòng mà làm mặt hoa của nó rất là lạ luôn, và cái thân thủ của nó rất là to nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ nè. Đó. Mặt hoa rất là đỉnh nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ. Số thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tiên Chánh Tân An Long An. Cô chú mà nhìn cái lưỡi của nó là rất là đẹp nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ. Sau đây thì sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây to nhất đầu tiên. Đây là cái hình cây năm cánh xanh Phú Thọ nha cô chú. Cái giờ này thì mắt nó vô cùng đầy đủ, rất là đẹp. Rễ nó bắt đầu đang xì rễ rất là nhiều. Năm cánh xanh Phú Thọ. Đây. Cây này thì nó mới vừa đứng ngọn nha cô chú, thân lá rất là đẹp. Và giá tiền của cây này cũng bán ra là 3,3 triệu. Và kích thước của cái thân này á thì nó là, từ để con đo này cho con xuống mình xem, tại vì thước con nó không phải là thước dài nên con không có đo hết được, con sẽ đo từ từ nha. Đây nè, từ gốc nè lên tới cái mắt này đó là 20 nha cô chú, 20 cm nè. Đây. Đây con uống cái thước luôn cho nó dễ, chứ đo con này nó khó quá cô chú, chờ con tí nha. Đây cô chú, cái thước này thì nó đo tới tận gốc luôn, tới tận ngọn luôn đó, là 35 cm. Nhưng mà tại vì ở gốc này là nó trồng nó hở lên một khúc nè, thì bên cửa hàng bên con tính cái giò này là 33 cm chuẩn. Và con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 3,3 triệu nha cô chú. Thân thủ này cô chú mình nhìn rất là đã luôn, đã đứng ngọn rồi. Về là mình chờ nó đứng ngọn thêm một tí nữa, nụ thân ra một tí nữa thì mình sẽ làm kia được nha cô chú. Đây là dòng năm cánh xanh Phú Thọ. Mã số là mã số 1. Con bán ra với giá tiền là 3,3 triệu cho mã số 1. Khỏi chê vào đâu được nha cô chú, rất là đẹp. Năm cánh xanh Phú Thọ nè. Mã số 1 giá tiền là 3,3 triệu, 100.000 một sen. 3,3 triệu. Và đây là cái kia năm cánh xanh Phú Thọ, mã số của nó đó là mã số 2. Và cái kia này hiện tại bên cửa hàng bên con đang đo chuẩn luôn của nó là khoảng 31 cm chuẩn. Con tính cho các cô chú mình cái giò này là 3 triệu. Thân này vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ, giá tiền là 3 triệu, kích thước là 30 cm cho các cô chú mình về sưu tầm. Thân này là đang đi ngọn nha cô chú. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này thì nó hơi thiếu nắng, tí mình về mình chơi chỗ nào có nắng á, khi mà cái lá này dài nữa nó sẽ xanh lại à. Đó. Cây là hoàn toàn bình thường, rất là khỏe mạnh nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ. Có đầu thân của nó nụ luôn tí rồi nè. Đó, rất là đẹp. Mắt đầy đủ nha cô chú, năm cánh xanh Phú Thọ đã xuống rễ thùng chậu rồi cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ đã rễ thùng chậu rồi. Giá tiền của nó con bán ra là 3 triệu chẳng cho chúng mình về sưu tầm cho mã số 2 này. Giá là 3 triệu cho mã số 2 nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ. Mã số 2 giá 3 triệu. Và đây là mã số 3. Cái thân này là 10, con đo chuẩn luôn là 14 cm. Cái khúc thân già này nó là 6 cm, là 20, kèm theo cái khúc thân già bên đây là 2 cm, nó tổng cộng là 22 cm. Và con bán cái giò này cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 2,2 triệu. Và cái giò này của chú mình về mình sẽ làm được nó một số kỳ thân già nha cô chú. Thân già này bắt đầu sưng mắt lên nè, mình sẽ có kỳ lên luôn á. Đây là dòng năm cánh xanh Phú Thọ, mã số là mã số 3, 22 cm. Con bán ra với giá tiền là 2,2 triệu cho các cô chú mình về sưu tầm. Năm cánh xanh Phú Thọ đồng giá là 100.000 một sen nha cô chú. Năm cánh xanh Phú Thọ 100.000 một sen. Giá tiền của cái giò này còn bán ra là 2,2 triệu. Đây là mã số cuối cùng cho các cô chú mình về sưu tầm cái dòng năm cánh xanh Phú Thọ này. Và đây số thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4 Tiên Chánh Tân An Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú nha cô chú. Đây là dòng